Tin từ đài truyền hình Việt Nam VTV liên quan đến hình ảnh Huấn Hoa Hồng đi hỗ trợ dân miền Trung xuất hiện tại phóng sự của chương trình Chuyển động 24 giờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Đài truyền hình Việt Nam đoạn clip này là một sản phẩm cắt ghép, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý công việc Huấn Hoa Hồng khai nhận về clip giả mạo logo VTV. Ảnh VTV ngay sau khi phát hiện và đề nghị của Đài truyền hình Việt Nam trong hai ngày 25, 26 tháng 10 năm 2020, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an tập Bùi Xuân Huấn tức Huấn Hoa Hồng để xác minh. Làm rõ việc đăng tải, phát tán thông tin giả mạo bản tin Chuyển động 24 giờ của Đài truyền hình Việt Nam lên trang Facebook cá nhân có tên Huấn Hoa Hồng tại buổi làm việc với cơ quan an ninh. Bùi Xuân Huấn khai nhận bản thân là người thiết lập, điều hành và quản lý tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng ngày 23 tháng 10 năm 2020. Account Facebook Huấn Hoa Hồng đã đăng tải video clip có gắn logo của Đài truyền hình Việt Nam đưa tin Bùi Xuân Huấn đi hỗ trợ đồng bào miền Trung. Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài truyền hình Việt Nam, phạm vi định nghĩa của luật pháp, cam kết mọi chức năng xử lý cấu hình. Huấn cũng khai nhận video clip chủ động gỡ bỏ trên tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Trong quá khứ, Huấn Hoa Hồng is the sort of object have high time rain and is a rain and you to process that the best shoot link to the company. Bộ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh trên mạng xã hội và dịch vụ tự xuất bản sách dạy làm giàu, sâu. Cục An ninh Chính trị Nội bộ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Xuân Huấn theo đúng các quy định của pháp luật để chống lại các đối tượng khác. Nhắc nhở các đối tượng khác về những điều hành vi tung tin sai sự thật trên Internet.